Cái đâu vậy hả? Trời dỗ quá coi đi sao mày không đeo cái nón thông tiếng hồ đẹp. Cái đàn tiếng hồ 20 mà 1 ngày 60 nè. Ủa đâu cái đó đâu có phải đâu chửi đâu chửi đâu đâu trên nào nè. Cái đi không nói tới chuyện kia. Ủa vô trong đây là đổ chứ mà. Thành cái quy trình của quốc tế. Đổ là gì? 1 ngày 60 đồng, 1 tiếng 20 đồng. Hồi xưa đậu đen nó miễn phí hết hả? Còn bây giờ phải trả tiền. Về. Ở đó cầm bóp tiền đâu tới bỏ ấy hả? Tới là sao? Mua vé thằng Tông bỏ xe. Thôi bây giờ cứ đứng đó đi. Đứng đó đi. Tại muốn vô chỗ Hachapa. Hachapa đi. Hồi xưa ở đây thì cũng trả tiền tiền vào cổng thì miễn phí hết. Bây giờ đổ lực lại. Tại cha già rồi bây giờ con lấy cái này làm thì phải trả tiền. Ở đầu xe cũng trả tiền. Hồi xưa miễn phí hết. Mấy cái này tại mình có cái thẻ vào à, thì mình mới đi, còn như không cũng không đi đó. Không thích đi mấy cái này. Bây giờ người ta cũng bỏ xe. Đó, trong này keo bòi á, chỗ keo bòi á. Hay tại là một keo bòi hả? Keo bòi với gì mà sự miễn phí đi ngâm đi mấy chục lần. Này miền Nam thế hả? Đó, hai sập cái hotel hả? Tổng này có đồ đồ nhiều người nước ngoài ta đi nhiều á. Đó, người cho cái miễn phí nha, cộng miễn phí á, thằng trước 20-30 gì á, hả? Đi tới đây, cho có kẹo đây, ăn có kẹo trong ngờ vua có sức rồi cỡ. Nha. Ba đẻ ba đứa chơi môn nào? Cầm miếng nhỏ phá tèo con nhà ha. Nhưng mà hồi nhỏ mấy đứa đâu có tiền đâu. Có đi không? Có một lần mà. Được rồi, bây giờ mình vô chỗ thấy bạn không? Ba ngâm mày hả? Ba ngâm mày chưa đi lại. Cái tiệm này tiệm bán pizza thì... hả? Vừa hơn rồi hả? Sao gì à? Phương shop và biết hả? Mình có mà mình vô đây hả? Tăng bang ăn à. Mày úp tới 12. Thế chắc là Elin chắc cũng mình thấy là Elin 12, úp tới 12, nó 12 vậy thôi. Từ xưa chỗ kia mà. Đó. Đó, biên bản ở đây là làm thời đại hồi xưa á, thời đại mà Mỹ á, American á. Kéo bòi á. Mấy giờ có chỗ đó ta? Đó, lát đông người lắm, lát chỗ để người đông người kiến. Cả ngựa bên kia ha. À, đứa nào vô xe ngồi bắt cho tấm hình à, cỡ ngựa.
Hả bé tới cho đấy con tèo con cục đá. Thôi vậy á, hết thật rồi. Nhớ chỗ đó có ngựa hả? À, hết hả? Đi đi đi. Ai ơi. À, xin lỗi, bạn tức cho mượn phim. Ôi cha, người đông á. Nhà, nhà nhỏ, cái đứa muốn vô nhà nhà ở. Đó. Cái đây có nhà nhỏ cho mấy nhỏ khá. Tèo lân, anh thấy tèo lân, tầng nhà mà. Thế được có muốn tèo lân à, bé tư? Ừ, dạ, các bữa là kiểu thời xưa hả? Đó. Chỗ đây người ta nó làm thời đại xưa mà nói mấy cái liều thế. Mấy cái liều à, bán đồ trong ngày ha. Nhìn thời đại giống 198 mấy hả? Thấy à? Vô này à, mùa này thì à, tại dù người ta đi thì 320 đồng vé mắc mấy bán đồ ha. Bán đồ ở chợ ha. Mang ra thời đại chưa xuống rồi. Kiềm múa thang đó. Chỗ tám à lát thằng tám đâu lát thức à tám à toilet này thấy không cực kỳ lát ở chợ tôi chọn dễ thương rồi. Toilet Vậy vay rồi nha. Còn nói ai vay vậy? Có bóng. Bây giờ bằng vô ăn cái chỗ gì thời đại xưa. À, kiếm anh kiếm chỗ ăn ngầu đây. Mình phơi rồi không nghe đi chơi lên ngồi đây nè. Thôi ngồi đây, ngồi đây. Ăn người ta, người ta ngồi đây phải chụp cái tấm hơn nè. Em, hai tấm hơn nè. Hả? Nước à, nước miễn phí à.
Dạ, yeah, thì ăn cái gì ăn đấy, thông đóng á. Đó. Đấy, đồ ăn gì? Cà phê, sữa. Lấy đấy. À, lát em mama em tờ. Ăn bây giờ anh thấy không? Cái xà lát. Mấy ngày có cơm á, mấy đứa? Mấy ngày có cơm á hả? Ok. Măng kia có cơm có thịt không? Có măng kia cơm khác. Có thịt gì á? Tham biết thôi. Này là tham biết, còn này là cà ri, gà. Cần đứa là tới ăn xong rồi tới ngay gỡ đi. Mình có bỏ chỗ đó không hả? Nó có biết rồi. Các em ở ba lát hả? Em hả? Số thịt hả? Thịt hả? À, lát hả? Lát bạn. Có thịt nữa hả? Thịt nữa hả? Thịt ăn kia. Không, ăn cá, cá. Hả? Đưa ba ẩm cho thấy hả? Trời, ăn cái gì kì vậy? Cây tăng này. Tăng này mà nghe tăng tí là cổ thế. À, mũ. Ừ. Biết đừng biết lợi. Xong đi đâu cho đi ngủ xong rồi. Ừ. Cái đây cà ri. Cái đây món của mình. Cái tủ nước đã quá hả? Ở ngoài kia thì nóng quá. Chiều chiều nóng.